Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày tân tỵ tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường giờ mậu tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỷ giờ Kỵ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bạo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước và ngũ hành ngũ hành niên mệnh bạch lạp kim ngày tân tỵ tức chi khắc can nghĩa là họa khắc kim và ngày hôm nay là ngày hùng vài nạp âm bạch lạp kim kỷ tuổi ất hợi kỷ hợi, ngày thổ hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỷ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất hợi, kỵ hợi, ất tỵ tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt ân tốt mọi việc sao mạng đức tinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao thiên thủy tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao đại hao tự khí quan phú xấu mọi việc sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao tội chỉ sáu đối với tế tử, tổ tùng sao ly sàng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng tây nam tài thần hướng tây nam sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với ba tuổi Tý rất dễ gặp họa tiểu nhân trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi Tý có thể sẽ không thể chịu chu trong công việc do bị tiểu nhân không ngừng quấy phá cái điều này ảnh hưởng tới vận trình của bạn. Và với bạn tuổi Tý không đủ tập trung dễ mắc sai sót cho nên tạo cơ hội để cho tiểu nhân dễ dàng tìm ra sơ hở để có thể khiến cho bạn bị sập bẫy đánh mất đi vị trí của mình. Bạn mệnh tuổi Tý cần phải tự kiểm điểm lại bản thân để tránh những sai sót tương tự xảy ra trong tương lai trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có họa thổ xung khắc cái điều này cho thấy với bà tuổi Tý cần phải kiềm chế cảm xúc của mình để không nảy sinh những bất đồng không cần thiết với nửa kia cuộc sống vốn khó khăn và với bà tuổi Tý đừng có để cho lạc mất nhau vì những chuyện vụn vặt thường ngày về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim tiểu nhân không ngừng quấy phá từ vi tuổi bính tý thuộc thủy mất cảnh giác là tự hại mình từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa chưa biết cách cân bằng cảm xúc cá nhân từ vi tuổi canh tý thuộc thổ dễ gặp phải những chuyện không mong muốn từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc mâu thuận bùng nổ giữa hai người vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu Thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi xỉu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi xỉu trong ngày này đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày có nhiều tin vui tới với mình và với bạn tuổi xỉu sẽ tìm được cơ hội để chạm tay vào hạnh phúc của riêng mình khi bạn đang gặp được ngày có tam hợp quý nhân dẫn đường trị lối, xe duyên cho bạn. Bạn mạnh tuổi xỉu, hãy thoải mái thể hiện bản thân mình với đối phương, đừng có giấu giếm nhau để rồi sau đó lại thất vọng mà ảnh hưởng đến độ bền của mối quan hệ. Có nhiều điều bạn vẫn cần phải học thêm để giữ hạnh phúc cho mình. Bên cạnh đó, trong cái vận tình ngày thứ ba này với bạn tuổi xỉu cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bà tuổi Sửu đang có được báo hiệu cái nguồn tài lộc sẽ tới với bạn trong ngày hôm nay một cách dễ dàng. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán với bà tuổi Sửu không thực sự khó khăn, thậm chí còn có phần hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nữa. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, kiếm tiền nhanh chóng trong chớp mắt từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tình duyên được quý nhân trợ mệnh từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ có được nhiều cơ hội để tiếp cận với nhân duyên từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc nên hiểu và thông cảm cho nhau và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của ba tuổi dần trong ngày này cần phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất những vấn đề mà bạn đang gặp phải. Mặc dù có những mâu thuẫn về quan điểm giữa hai bạn nhưng đó không phải là chuyện không thể giải quyết được. Và với bạn tuổi dần, bạn đang bị ảnh hưởng của cục diện ngộ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi, lúc nào cũng nghĩ rằng đối phương đang cố làm trái ý mình. Nếu cứ giữ mãi tư tưởng như vậy, thì yên rằng cái mối quan hệ giữa bạn và người ấy sẽ càng ngày càng xấu đi. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần sẽ lấy lại được sự tự tin giúp cho bạn thành công trong công việc và đến hoàn toàn một cách do bạn quyết định. Bạn có những công hiến hết mình cho công việc trong thời gian vừa qua cho nên đây là phần thưởng xứng đáng dành cho bạn. Vài từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy, quan hệ gia đình trở nên căng thẳng. Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa, công việc không có nhiều trở ngại. Từ vi tuổi mạo dần thuộc thổ cống hiến hết mình vì công việc chung tử vi tuổi canh dần thuộc mộc cảm thấy chán nản và mệt mỏi tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim tình cảm không được thuận lợi và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tốt tuổi hợi Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mạo trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh dẫn đường chỉ lối cho bạn cho nên những chuyện tưởng chừng như là không thể làm được thì bạn lại giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng bởi bạn đang có được những ý tưởng độc đáo và sáng tạo trong ngày hôm nay bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho họ cái điều này cho thấy với bà tuổi mão đang có những suy nghĩ vẹn vong và bạn cần phải sống thực tế hơn để có được con đường đúng đắn cho mình. Bạn có thể bộ lỡ nhân duyên và suy nghĩ thiếu thực tế trong ngày hôm nay. Ngày này, các cặp đôi tuổi mão đang đứng trước nhiều vấn đề chưa có thể giải quyết được. Bạn không thể nào thấy khó khăn mà từ bỏ để rồi cuối cùng lỡ như tình duyên tan vỡ thì lại ở đó để hối hận và tiếc nối dài lâu. Về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo. Tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa cần phải sống thực tế trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ tự mình đánh mất đi nhân duyên hiếm có. Tử vi tuổi tân mão thuộc mộc công việc tiến triển nhanh chóng và tốt đẹp. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim cần phải nỗ lực để chứng minh tình cảm của mình về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu điền màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi hợi tuổi mùi từ vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thìn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh thực lực của mình. Bạn chưa hiểu rõ những điều mình cần phải làm mà đã đòi hỏi này kia. Sự thiếu thực tế rất dễ khiến cho bạn tuổi thìn mắc phải những sai lầm. Đáng lẽ bạn có thể tiến xa hơn nữa với năng lực của mình, nhưng chính bạn lại ngáng trở con đường tiến bước của bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thìn đang có được đào hoa chiếu mệnh, dễ dàng tìm được những cơ hội về nhân duyên khá chi là tốt đẹp. Bạn mệnh đừng có để cho mình phải hối tiếc vì đã từng đến gần với hạnh phúc mà lại để cho nó vụt mất khỏi tầm tay. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ nhân duyên vượng sắc, đào hoa chiếu mệnh. Tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, chưa đủ cố gắng trong công việc của mình. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, làm việc chạy mãng Nhiều sai sót Từ vi tuổi canh thìn Thuộc kim Hãy đưa tay nắm bắt lấy hạnh phúc của mình Từ vi tuổi nhâm thìn Thuộc thủy Đừng quá cố chấp về chuyện đã qua Về đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ ba này Sự nghiệp 5 sao Tài lộc 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 4 Số 7 Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu tuổi thân từ vi tuổi tỵ thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có điểm báo có nguy cơ mất tiền hao của. Ngày này với bà tuổi tỷ đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi tỷ đang quá cả tin người mới có thể dẫn đến tiền bạc của mình vất vả làm ra mà để cho người khác dễ dàng lấy mất như vậy. Với bạn mệnh tuổi tỷ không thể nào cứ mãi tin người như vậy, tiền bạc kiếm được không dễ dàng gì, nhưng có lẽ tiền đã mất đi, chẳng thể nào lấy lại được, Chị có thể lấy đó làm bài học cho chính mình để không phạm phải những sai lầm lần sau tương tự như vậy. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bạn và với bạn tuổi tỵ nên chú ý để chăm sóc sức khỏe cho mình, đừng có để cho bản thân mình phải chịu áp lực quá lớn hay là thay đổi cảm xúc quá nhanh cái điều này sẽ ảnh hưởng tới cả tinh thần và sức khỏe của bạn. về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏ dễ mất tiền hao của không đáng, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sức khỏe kiếm, dễ mất đi nhiều thứ, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc kiếm tiền khó khăn chẳng giữ được tiền, Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim kinh doanh buôn bán thua lỗ, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy đừng quá nóng nảy mà mắc phải nhiều sai lầm và đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tử ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử ngọ trong ngày này hôm nay chính là ngày có được Tình duyên cực kỳ là vượng, với bà tử ngọ đang gặp được ngày có, cục diện ngũ hành tư hội sẽ mang tới cho bạn có được người tâm đầu ý hợp với mình mà không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Tuy nhiên, á, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn tử ngọ mắc phải những sai lầm vì tính cách cố chấp không linh hoạt xử lý tình huống để rồi đánh mất đi cơ hội thăng tín đến với mình công việc không phải lúc nào cũng được như ý và với bạn tử ngọ lại để cho khó khăn đánh bại mình với bạn tử ngọ cần phải cố gắng để thay đổi những suy nghĩ cứng nhắc của mình. Bạn mệnh không nên từ chối mọi lời góp ý của những người xung quanh. Biết đâu bạn sẽ có được sự gợi ý hay ho với mình thì sao? Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, đường tình duyên hanh thông, thuận lợi. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, cố chấp không chịu sửa đổi bản thân. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tự để mình vào ngọa cụt. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ chưa biết cách để hài hòa các mối quan hệ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc được gia đình và người thân ủng hộ và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là Vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này cần phải nhanh tay để nắm bắt lấy thời cơ bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu thương. Ngày này với bạn tuổi Mùi đang gặp được ngày có ngũ hành, mùi tỵ tư hội, cơ hội để đẩy nhanh tiến đậu phát triển của mối quan hệ không có nhiều với bạn đâu. Bạn mệnh tuổi Mùi cũng sẽ có nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc khi bạn đang được ngày có thực thần ghé thăm với bà tuổi mùi, hãy làm hết sức mình, chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn sẽ thuận lợi và hanh thông hơn gấp nhiều lần nữa. Với bà tuổi mùi, đang kiếm tiền tốt thì hãy cố gắng để tận dụng cơ hội này, đừng có tiêu xài hoang phí khi có nhiều tiền mà hãy biết tiết kiệm tiền, đề phòng khi gặp phải chuyện bất trắc, cuộc sống luôn có nhiều biến cố, chẳng ai biết trước được tương lai của mình sẽ ra sao. Từ vi tuổi ất mùi thuộc kim, tài lộc đầy đủ, chi tiêu thoải mái. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, xung khắc, mau thuận nại sinh. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, tình cảm xuất hiện những vết rạn nứt. Tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, tiền bạc không có khó khăn gì. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, cần phải nỗ lực để nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi thân đó, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này, bạn trải qua một ngày khá chi là may mắn cả con đường tình duyên lẫn con đường tài lộc với mình. Với bà tuổi thân đang gặp được quý nhân lục hợp sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên dễ thở hơn nhiều, tình yêu sẽ sắp sáng trái tim của bạn nhưng với bà tuổi thân tưởng chừng như là lanh lẹ nhưng khi trong tình yêu thì lại rất đợi khủ khờ quý nhân dẫn đường chỉ lối cho nên với bà tuổi thân không còn để lỡ mất nhân duyên nữa sẵn sàng chủ động để theo đuổi người mình yêu thương bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh bảo đảm cho bạn có được nguồn thu nhập trong ngày hôm nay khá chi là vững vàng và ổn định đây là nguồn thu tới từ công việc chính. Vì thế với bà tuổi thân, hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao. Vài tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, may mắn ngập tràn, nhiều điều như ý từ vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình yêu thắp sáng trái tim từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ tiền bạc nhanh chóng được giải quyết từ vi tuổi canh thân thuộc mộc có thể mua sắm theo ý của mình từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim con đường tình duyên được vượng sắc Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 4, số 8, giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. Từ vi tuổi giàu, thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tử dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tử dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu xỉu phù trợ cho nên với bà tử dậu đang được trao cho nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người khác phái nếu như bạn đang còn độc thân thì hãy cố gắng để nắm giữ cơ hội gây ấn tượng với đối phương còn đối với các cặp vợ chồng thì đây vẫn là khoảng thời gian ngọt ngào mà hai bạn muốn tận hưởng mãi mãi. Dù khó tránh khỏi những xung đột nhưng nhờ tình yêu đủ lớn cho nên với các bạn có thể bao dung và tha thứ cho nhau nữa rồi. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy khả năng kiếm tiền từ ngày tay trái của bạn khá chi là tốt. Thậm chí trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, ngày tay trái còn mang lại nhiều tài lộc hơn hẳn, chua bạn mệnh nữa. Bạn cần phải chuẩn bị mai túi ma gan mang đi mà đừng. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, tình cảm thăng hoa rực rỡ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa có được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ nên xếp xếp thời gian làm việc hợp tình hợp lý. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc ngày tay trái kiếm được nhiều tiền từ phi tuổi quý giàu thuộc kim vợ chồng hòa hợp nhân duyên như ý và đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi tốt cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tuất cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình. Tết chưa đến, bạn đừng có nghĩ tới chuyện, nghỉ ngơi quá sớm như thế. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử Tốt lại đang gặp được ngày có họa dưỡng cho thổ. Trước đó có nhiều vấn đề đang còn tồn tại trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Khi tình cảm nồng cháy qua đi thì những vấn đề đó mới bắt đầu trở nên nội cộm và khiến cho đôi bên cùng khó chịu. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, hai bạn đã dành nhiều thời gian ngồi lại bên nhau để thảo luận, chia sẻ và tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nếu tình yêu vẫn còn, thì chắc chắn các bạn sẽ tìm được cách để vượt qua, giữ cho hạnh phúc ở lại bên mình. Về từ vi tuổi giáp tốt, thuộc hỏa dễ dàng bỏ qua những hiểu lầm cho nhau. Từ vi tuổi bính tốt, thuộc thổ, có nhiều mâu thuẫn trong công việc nảy sinh. Từ vi tuổi màu tốt, thuộc mộc, cần phải bình tĩnh để không phạm phải sai lầm. Tử vi tuổi canh tốt thuộc kim nên hiểu rõ tình hình rồi mới quyết định. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy tình cảm được hàn gắn trở lại. và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi dần tuổi ngọ từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than tỵ hợi cho nên với bạn tuổi hợi bạn cần phải cân nhắc lại những quyết định của mình đừng có vì cơn nóng giận mà mất khôn đánh mất đi hạnh phúc mà mình đợi bấy lâu nay bao nhiêu công sức mới có thể gây dựng được vợ chồng khó tránh khỏi những lúc xung đột bất đồng ý kiến với nhau việc sắp xếp công việc những ngày sắp tết có thể là nguyên nhân khiến cho những xung đột đang còn âm ý trước đó bùng lên, nhưng đâu phải không có cách giải quyết. Bạn đừng có vội từ bỏ như vậy. Trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy bạn mệnh tuổi Hợi đang giành được sự tín nhiệm từ phía cấp trên khi mà bạn hoàn thành tốt những công việc của mình, đảm bảo được chất lượng công việc tinh thần trách nhiệm cao không cho phép bạn để công việc bị ảnh hưởng vì bất cứ lý do nào. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tình duyên kiếm sắc nhiều vấn đề còn tồn động. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng để cho mình lỡ mất thời cơ thể hiện năng lực. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim có thể gặp phải khó khăn nhưng có thể vượt qua được. Từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy mâu thuận nảy sinh có nhiều vấn đề chưa được giải quyết Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.